Đời sống sinh viên thì thông thường thì hay hóng nổi cơm điệu, và để sửa nó thì cần có những cái cách sửa. Hôm nay tổng hợp nhiều nguồn từ mạng internet thì cũng như là những kinh nghiệm của mình thì mình xin chỉ cho các bạn cách sửa nổi cơm điệu như sau. Thì đầu tiên để sửa nó, chúng ta cũng phải hiểu cấu tạo bên ngoài cái nồi cơm điện. Cấu tạo bên ngoài của nồi cơm điện bao gồm bảng điều khiển đấy, như là cảm ứng nhiệt, nhiệt là gia nhiệt, hay là gọi là mâm đấy, nồi nấu và trong nồi. Mâm thì còn có mâm trên và mâm dưới. Cấu tạo nồi đơn giản như thế thôi. Và cấu tạo nồi cơm điện như sau, khi mà chúng ta mở ra rồi ấy thì chúng ta sẽ thấy nó là một vị trí, một đây là cần gạt, vị trí một là cần gạt, vị trí số 2 là điểm công tắc, vị trí số 3 chính là đầu mâm cực nhiệt. Điểm thứ tư, đầu mâm cực nhiệt à, còn nói thêm một cái vai trò nó điểm công tắc, vai trò như nó là một cái công tắc dùng để đóng ngắt mặt điện đấy. Còn cái thứ ba này chính là đầu mâm cực nhiệt, vai trò của nó chính là các mâm nhiệt ở đáy nồi cơm ấy cấu tạo là một cái dây điện trở đốt nóng được đốt kín trên một cái mâm kim loại. Tư đó là ổ cắm, thứ tư đây, tư là ổ cắm. Thứ năm chính là vỏ nồi. Thứ năm này vỏ nồi này. Thứ sáu chính là vỏ nồi thì vai trò của nó là định vị, chức năng là định vị của ôm khít các cái son của mình này. Công tắc vị trí thứ sáu là công tắc từ. Công tắc từ và vị trí thứ nó cảm biến nhiệt. Công tắc từ nó có vai trò là cảm biến nhiệt. Khi mà chúng ta bỏ son vào trong nồi thì bạn nhìn thấy một cái núm hình trụ ở dưới nồi, bạn có thể nhấc lên nhấc xuống, ấn lên ấn xuống, đó chính là nó này, cảm biến nhiệt. Công tắc từ có nhiệm vụ là như một tiết điểm, và như là một cái tiết điểm giúp cho xác định là cơm cạn nước hay không cạn nước. Cái bộ phận này rất quan trọng. Và bộ phận thứ bảy đây, nó chính là dây đun nóng phụ hay là điện trở R2. Hay gọi là điện trở R2. Dây này có chức năng là ủ ấm khi cơm chín thì nó sẽ nhảy lên mức là Kenwood. Người ta sẽ đo cái con điện trở này trong trường hợp xác định nó hư hỏng như vậy. Trường hợp thứ 8, cái thứ 8 là vỏ nồi. Vỏ nồi thì dễ rồi, nó định hình nên hình dạng của nồi. Đây, cái thứ 7 này, thì nó nóng phụ, nên mình trở ra hai. Vỏ nồi thì sẽ định dạng hình dạng nồi cách nhiệt với son với môi trường bên ngoài. Rồi, chúng ta xem lại nhá. Đây, vị trí thứ nhất cần gạt, vị trí thứ hai điểm công tắc, vị trí thứ ba mâm cực nhiệt, vị trí thứ tư ổ cắm, vị trí thứ năm vỏ nồi, vị trí thứ sáu công tắc từ, vị trí thứ bảy dây đun nóng phụ hay điện trở R2, thứ tám là vỏ nồi định hình nên hình dạng của nồi. Đấy. Cái quan trọng nhất là cái vị trí thứ sáu này. Đấy. Cái này chín hay không chín là đều do nó ấy.
Bây giờ chúng ta xem qua cái cấu tạo của nồi cơm điện. Chúng ta xem qua nó. Nó gồm có hai mâm nhiệt. Đây là điện trở R2 và điện trở R1. Đấy. Ở dưới nó là một cái nam châm tự tính. Và cái nam châm này chúng nữa mình sẽ nói cụ thể sau. Thì nó gồm hai điện trở R1 và R2. Lõi nam châm ở phía dưới. Lõi nam châm ở phía dưới. Thì lõi nam châm này đây, chỗ này là có lõi nam châm này. Thì dùng để vai trò của nó là dùng để đóng ngắt điện trong hai chế độ ủ và nấu. Đấy, ủ và nấu. Ban đầu khi chúng ta cấp điện, chúng ta cấp điện thì khi mà chúng ta chưa cắm ấy thì đèn vàng nó sẽ sáng. Đèn vàng nó sẽ sáng. Khi bắt đầu nấu thì có lực cơ học đè xuống nồi rồi thì có điện trở qua rồi đấy, đèn đỏ thì sáng. Chứng tỏ là nếu mà đèn đỏ sáng thì mâm nhiệt dưới đang hoạt, mâm nhiệt chính đang hoạt động. Đây. Nếu đèn đỏ sáng, mâm nhiệt chính đang hoạt động. Nếu đèn vàng sáng thì vàng sáng thì mâm nhiệt phụ nguyên tắc nhé đang hoạt động. Đấy. Và đây đèn đỏ đây, khi mà cấp điện vào một dây là được nối trực tiếp với nguồn luôn, một dây là được nối trực tiếp với nồi luôn. Dây này thì thứ hai là nó phải qua một cái đèn vàng và đèn đỏ qua con rơ le rồi nó mới đến mâm nhiệt, nó mới đến một cái mâm dưới. Và điện trở R1, điện trở R2 trên. Đấy. Thì cơ bản nồi cơm điện được có hai thành phần cơ bản của phần điện. Và phần nhiệt. Phần điện là để tạo nhiệt và dùng để nấu chín cơm. Còn mình nhầm, đây là phần cơ. Phần cơ thì để chuyển đổi từ chế độ này, sang chế độ khác. Đấy, từ chế độ nấu sôi, đang sôi, sắp chín sang chế độ là ủ. Đấy. Mâm nhiệt đây, cái R1 đây chính là cái mâm nhiệt. Thì nó có điện trở và nó được dập sẵn thành một cái loại. Đây cái mâm nhiệt đây, mình cho các bạn thấy luôn. Đây mâm nhiệt đây. Thì mâm nhiệt của nó là nó bên trong là nó gồm tích hợp điện trở. Bên trong là nó tích hợp điện trở. Và nó có chức năng nó phân loại dựa trên công suất và dung lượng của nồi. Nếu mà nồi to nhiệt nhiều thì chỉ dùng mâm lớn,
màu bé thì ta sử dụng mâm bé và nó có hai cái đầu, đầu AB này, đầu AB. Hai đầu này thì là hai cái đầu điện trợ của nó, đóng vai trò hai đầu điện trợ. Thì chúng ta dùng AB kế, chúng ta dùng thiết bị đo, nó đo hai cái này để xác định có thể là nó đã nghẽo chưa hoặc là nó còn sống hay không. Đấy. Đấy. Và chúng ta chuyển sang cái phần nguyên lý hoạt động của nó, nguyên lý hoạt động đây. Đây là đèn vàng, đây là đèn đỏ, đây là đèn vàng, đèn đỏ. Hai đèn này thì khi mà chưa cắm thì đèn vàng sáng, chúng ta cấp nguồn vào đây, dòng điện sẽ chạy như thế này, từ đây chạy sang vị trí số 3 đây, chạy sang vị trí số 1, chạy qua đèn vàng và nó sáng. Nhưng mà chúng ta phân đây là R1 là R ở phía dưới, R2 là R ở bên trên. Đấy, thì khi mà bắt đầu nấu thì có lực cơ học đè xuống vô nồi thì điện trở sẽ qua điện trở sẽ chạy như này, sang vị trí số 3, sang vị trí số 1, chạy qua cái R này đấy và chạy qua cái R2 này đấy. Ở phía dưới đấy, cái R2 này ở dưới đấy, cái này R1 ở bên trên đấy. Đấy, nó quay lại này, sẽ chạy như này. Đấy. Và khi mà đèn đỏ sáng thì mâm nhiệt chính đang hoạt động, đèn vàng sáng thì mâm nhiệt phụ đang hoạt động như đã nói ở trên. Chúng ta tổng kết lại cái phần nguyên lý hoạt động, chúng ta có được điều gì nào? Đó là khi bắt đầu nấu thì có lực cơ học đè xuống xuống nồi, có điện trở đi qua R2. Ta giả sử R2 đây, gọi R1 và R2 là hai điện trở. Là hai điện trở ở thân và đáy nồi. Nhớ nhá, cái này chính là ở thân nồi, cái này ở dưới đáy nồi. Thì ban đầu thì giờ đáy là cái giờ phía dưới đáy không hoạt động mà chỉ có cái bên trên hoạt động thôi, là R chỉ ban đầu là chỉ có R1 hoạt động thôi, là điện trở ở thân hoạt động thôi, R2 không hoạt động. Đấy, nhớ nhá, R2 không hoạt động. Còn lúc mà lúc nấu khi ta đè xuống dưới nó xuất hiện đèn vàng đấy thì R2 hoạt động. Còn R1 nó sẽ không hoạt động. Đấy, có điện trở đi qua R đấy. Đây, qua như này, qua và nó xuất hiện đèn 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 đó, nó sẽ sáng. Và nếu mà ban đầu thì nó sẽ chạy qua đây là đèn vàng sáng đấy. Chúng ta cũng phải tìm hiểu một bộ phận của nó nữa, đó chính là cái làm như thế nào khi mà
đè nó có thể ban đầu này chúng ta thấy là làm như thế nào mà khi mà nồi cơm nó đang chín như thế và nó có thể ngắt nó biết thời gian ngắt được là nó thời gian ngủ được đấy thì bên trong cái phía dưới nồi nồi này hay là cái này bộ phận này bên trong bộ phận này thì nó có một cái cực nguồn điện đấy khi cả nước ở nhiệt độ ở bên trong nồi ấy, khi cả nước thì bên trong nồi có nhiệt độ là 110 độ C thì cái nam châm vĩnh cửu ở bên trong này nó có đặc điểm là nếu 100 độ C thì nó sẽ còn tương tính nhưng mà nếu mà hết 100 độ C nó chẳng còn tương tính nữa đấy. Đấy và nó sẽ khi mà nó mất tự tính thì bên trong này nó còn có một cái loại sắc mon nút nút khi mà nó mất tự tính thì nó không hút nữa do vậy khi bình thường thì nam châm ở loại sắc mon sẽ bị hút lên còn khi mà nó mất tự tính thì nam châm sẽ bị đẩy xuống dưới nó qua một cái cơ chế đòn bẩy đây phía dưới này nhá phía dưới nó có là bên trong của cái bộ phận thứ sáu này đấy. Bộ phận công tắc từ này công tắc từ này thì ban đầu loại sắc non còn tự tính nó sẽ hút than kim loại và làm cho nồi tiếp tục được nấu nhanh nhiệt nhưng mà một lúc sau thì lúc sau nói chắc nó khi ở khi mà nồi khi mà cả nước đổi sắc non chỉ chịu được nhiệt là 100 độ C nên mất tường tính và sẽ rơi xuống dưới dẫn tới việc là sẽ nồi sẽ chuyển sang chế độ đây cái 500 tự tính này đấy đấy nó có một cái lõi sắt bên trên một là nó bộ phận thứ nhất bộ phận nam châm đây nam châm nó bộ phận thứ hai là bộ phận cần điều khiển còn thứ ba là bảng lửa kim bộ phận thứ tư là vít điều khiển và điện cho chính điện cho phụ là mình ban nãy nói là rồi một rồi hai đấy đặt là rồi một rồi hai đấy rồi
ta chuyển sang những lỗi thường gặp. Những lỗi thường gặp trong khi mà chúng ta sửa nồi cơm điện đó là nó hỏng bị trở. Nếu mà con trở này có đặc điểm là nếu mà nóng thì dòng cao thì nó sẽ tăng điện trở đầu vào, nó tăng điện trở, nó tự động tăng điện trở và nó hạn dòng vào và nó giúp cho ổn định dòng. Như vậy khi mà dòng quá cao hoặc là dòng bất ngờ như thế nào, nó gây cháy cái con điện trở này, nó gây cháy cái con điện trở này, thì ta làm như thế nào? Ta có hai cách, một là chúng ta thay, hai là chúng ta có thể là nấu tạm vào để tiếp tục nấu. Đấy. Nhưng mà không có con này là nguy hiểm. Bởi vì nồi chúng ta dòng không ổn định. Nhà chúng ta sẽ dùng âm đế kế để kiểm tra nó, để kiểm tra nó còn sống hay không. Kiểm tra còn sống, cái con điện trở này còn sống hay không. Chúng ta sẽ đặt âm đế kế vào. Đặt âm đế kế vào chân chập hai máy đo vào hai đầu của đặt âm kế vào hai đầu của điện trở. Đấy, nó đặt hai đầu vào điện trở để xác định nếu như mà cái âm kế mà nó chạy, nó quay thì lúc bây giờ là cái con điện trở nó đã ngon lành, còn ngon lành. Nhưng mà khi mà nó không quay thì con điện trở nó đã xịt rồi, chết rồi. Đấy. Và lưu ý một điều là âm kế lần đầu là chúng ta phải để âm kế ở mức 10. Đấy. Trường hợp thứ hai là hỏng cái mâm nhiệt của nó, hỏng mâm nhiệt thì sử dụng đồng hồ. Lưu ý bên trong cái mâm nhiệt này là điện trở, gồm nhiều điện trở và nó có hai đầu đây, hai đầu AB này chính là hai đầu con điện trở. Đấy, đóng vai trò là hai đầu con điện trở. Khi mà chúng ta đo hai đầu này, đo hai đầu đó để xác định được là cái mâm đó nó còn sống hay là đã chết rồi, ta sử dụng đồng hồ đo vào hai cực của mâm nhiệt. Và lưu ý là khi đo bên trong thì mới chuẩn, đo bên trong này, ta đo vào bên trong thì mới chuẩn. Đo đây, chứ mà đo ở hai đầu lên được, chúng ta kẹp âm đế kế vào hai đầu này để xác định đồng hồ bản năng ấy, đồng hồ bản năng đấy, đồng hồ bản năng. Nãy mình nói nhầm nữa, chỗ này là đồng hồ lấy đồng hồ bản năng nhé, đồng hồ bản năng để làm. Đồng hồ bản năng đo mâm nhiệt xem sống hay chết. Đấy, đặt vào hai đầu AB. Trên mâm nhiệt này hai đầu AB là đây, hai đầu này. Rồi, như vậy cái lỗi này, hai lỗi này thường gặp khi nào?
khi mà chúng ta cắm điều, khi chúng ta cắm điều mà đèn nó không sáng, đố này xuất hiện, khi chúng ta cắm đèn, cắm điện vào nhưng đèn không sáng thì chúng ta xác định là một là điện trở, hai là mất nhiệt. Và chúng ta đo về mất nhiệt, chúng ta đo bên trong thì nó sẽ ổn định hơn, chính xác hơn. Đo bên trong thì một cái là chúng ta đo như thế nào, đo bên trong là chúng ta đo ở cái vùng này đây, đo bên trong cái thứ hai là chúng ta cùng lưu ý một điều nữa là đo con điện trở R2 để xác định xem thử là nó đã còn sống hay đã chết. Con đường điện trở R2 này, điện trở R2 là cái thân 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 bản này, cả sắt to này, và điện trở nó là nó sẽ đi qua, nó hạ dòng lại, nó hạ dòng lại và nó chạy đến cái khu vực này. Nó chạy đến cái khu vực này, nó hạ dòng. Và cái con điện trở này nó có công suất rất là cao, cho nên khi đo nó đo ở mức là 100 và 1000. Việc xác định nguyên nhân hư hỏng, tóm lại là khi chúng ta xác định nguyên nhân hư hỏng ấy, chúng ta tháo từng con linh kiện ra, từng ốc, từng điện trở ra, kiểm tra từng bộ phận. Nếu hỏng thì hoặc là sửa chữa, thay thế chỉ như thế thôi. Đấy. Và con dây điện trở này chúng ta đo như thế nào? Làm sao để chúng ta đo con điện trở R2 này? Thì chúng ta đo nó bằng cách là chúng ta kẹp một đầu vào vào cái dây đen, dây mà chúng ta dây đen này, đấy, dây đen này, đầu còn lại vào vào cái dây chúng ta vừa tháo ra, dây trắng trắng này chúng ta vừa tháo ra. Đấy, đo mà nếu mà thông mạch thì nó còn dùng được, nếu mà không thông mạch thì xem như là nó đã chết rồi. Chúng ta phải tốt nhất là nên mua linh kiện, mua đồ thay. Thì cái bài bài hướng dẫn về cách sửa chữa nồi cơm điện cũng như cái nguyên lý của nó thì đến đây là kết thúc, và hy vọng thì giúp đỡ được các bạn trong khi ở nhà xa, mà chẳng hạn cứ có hư hỏng, sinh viên xa xa nhà hư hỏng một cơm điện.